Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, có nên bỏ thời gian để tìm hiểu tiếng Việt hay không? Nên tạm quên tiếng Việt để chú tâm vào con đường sự nghiệp, tiến thân vào sâu trong cuộc sống của đời sống ở Hoa Kỳ. Giữa hai lựa chọn đó, chọn lựa nào là chọn lựa chính đáng? Xin mời quý vị theo dõi phần 3, phỏng vấn giảng viên Joseph Phúc Nguyễn về sự suy nghĩ của Joseph khi hoàn cảnh bắt buộc người phải chọn, chọn để bước vào một trong hai ngã rẽ rõ rệt. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Cái khi mà anh học tiếng Anh với tiếng Việt, giống như anh vừa nói là khi mà mình nói cái tiếng Việt thì mình có cảm thấy mình nói bằng tấm lòng, trong khi mình nói tiếng Mỹ thì mình sử dụng cái bộ óc. Cái chuyện đó khi mà anh đi qua một cái bước mà đi như vậy rồi, anh nói chuyện với là những người bạn cũ mà họ không đi theo cái con đường giống như anh, thì anh có thấy sự khác biệt giữa khi mà anh nói chuyện với họ với lại sau khi không? Thực ra thì tôi lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện đó, tại vì thí dụ em trai của tôi là con đường mà có thể là tôi, nếu mà tôi không theo cái con đường mà học tiếng Việt hay là hiểu thêm về lịch sử văn hóa Việt Nam, và em trai của tôi chỉ có thể nói sơ sơ thôi, chỉ nói đùa bằng tiếng Việt, nói những cái câu hơi hay thô tục và cũng không hiểu nhiều về lịch sử và cũng không nghĩ nhiều. Tại vì tôi đã ở trong cái vị trí đó thì tôi không thấy là giống như người lớn tuổi, tôi bị coi là Mỹ con hay là tôi bị coi là mất gốc á. Thì tôi nhớ là hồi đó khi tôi không nói tiếng Việt tốt hay là tôi không biết nhiều thì có nhiều người lớn tuổi đã họ coi tôi cũng như mẹ tôi như vậy, tại vì mẹ đã sang đây lúc 12 tuổi thì mẹ nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Nhưng mà nó cũng có một cái hay. Nó là một cái điều mà tôi muốn làm trong cái công việc của mình, là để chia sẻ cái hay, chia sẻ những cái cảm xúc của cộng đồng của mình theo một cách mà thế hệ trẻ, thế hệ bằng tuổi của tôi có thể đánh giá cao được, có thể hiểu được. Và tôi nghĩ là cái rào cản chính đang ngăn chặn cái việc đó là ngôn ngữ cũng như là sự hiểu biết về lịch sử văn hóa. Có một số khi tôi đã tham gia vào một cái hội thảo ở tiểu bang Oregon nói về sau 50 năm chiến tranh ở Việt Nam thì cộng đồng của mình sẽ ra sao và đang ở chỗ nào, thì đã có một người đã hỏi tôi là có phải là bố mẹ Việt Nam thế hệ của mình đã thất bại trong việc dạy con cái, trong việc hiểu văn hóa Việt Nam với hiểu bố mẹ của mình. Và tôi nói là không. Làm sao mà không? Bố mẹ chỉ có thể làm đến một chỗ để mà truyền hết tất cả những kinh nghiệm của họ, trong khi mà con cái mà lớn lên trong một cái cộng đồng mà có một hệ thống giáo dục chỉ có một hai trang trong sách giáo khoa, không nói một câu nào, không dạy một nội dung gì về cộng đồng của mình, thì tất nhiên thì con cái của mình sẽ ra như vậy. Không có lớp tiếng Việt, thí dụ Fountain Valley High School ở trong học khu Huntington Beach có 50% là người Việt Nam, học sinh Việt Nam, mà không có lớp tiếng Việt thì làm sao mà mình có thể bắt con buộc con học tiếng Việt và hiểu được tiếng Việt nếu mà không có lớp ngay trong trường trung khẩu học để học tiếng Việt. Thì tôi nghĩ là cái sự thất bại là vào cái môi trường của mình, vào cái hệ thống của mình, và đó là cái lý do mà cái công việc chính của tôi là để vận động, để cho những lớp tiếng Việt, cho những lớp về lịch sử Việt Nam, về Vietnamese American Studies có thể được đưa vào dòng chính của hệ thống giáo dục của mình. Trong cái vị trí là giảng viên của Đại học Cal State Fullerton thì tôi đang làm tạo ra một cái phong trào á. Tôi đang đứng đầu trong một cái phong trào với nhiều tổ chức cộng đồng Việt Nam để mà vận động cho Vietnamese American Studies sẽ trở thành một cái lớp bắt buộc trong học khu Garden Grove. Và hy vọng là nếu mà nó thành công ở học khu Garden Grove thì nó có thể được lan truyền bá hay là lan tràn sang các học khu khác như học khu Garden Beach, Huntington Beach, học khu Anaheim. Tôi thấy là
Năm 2021 thì tiểu bang California đã thông qua một dự luật mới gọi là dự luật 101 cho là một cái lớp gọi là Ethnic Studies phải là một cái lớp bắt buộc trong tất cả các trường trung học ở California. Ethnic Studies có nghĩa là một cái môn học tập trung vào các kinh nghiệm của dân tộc thiểu số nói chung. Ở Santa Ana chẳng hạn thì cái lớp Ethnic Studies có thể là một cái lớp về cộng đồng người Mexico tại Santa Ana, tại vì Santa Ana có nhiều người Mexico, và trong cộng đồng người Việt thì cái cơ hội chỉ có một trong đời thôi. Cái cơ hội đó là để dạy cái lịch sử của cộng đồng người Việt cho các học sinh cộng đồng người Việt chưa từng có một kinh nghiệm về về kinh nghiệm hay là cái lịch sử của bố mẹ họ, để mà nó được giữ gìn. Thì tôi hy vọng là nếu mà Vietnamese American Studies có thể là một cái lớp bắt buộc, và tôi cần nhiều người trong cộng đồng hỗ trợ ký một cái petition và đến buổi họp của học khu Garden Grove để mà vận động cho Vietnamese American Studies được thông qua, thì nó sẽ lan tràn đến học khu Huntington Beach, trong đó thì có Westminster High School hay là Fountain Valley High School, có thể đòi hỏi lớp tiếng Việt có chương trình các chương trình hội nhập song ngữ ở Warner Middle School, DeMille Elementary School, Murray Middle School, thì có một số chương trình hội nhập song ngữ từ lớp 1 đến đến lớp 8. Và tôi hy vọng là sẽ có một tương lai mà mặc dù tôi không nói tiếng Việt, con cái của mình cũng không nói tiếng Việt, nhưng mà có thể vào một chương trình hội nhập song ngữ, con có thể dạy sinh học, dạy toán học, dạy sử cả hai bằng tiếng Anh và tiếng Việt từ khi vào chương trình vào mẫu giáo cho đến khi mình tốt nghiệp lớp 12, có AP AP US History, có AP Biology trong tiếng Việt để mà có cái môi trường cũng như là cái môi trường của gia đình để mà cho con cái kinh nghiệm, cái ngôn ngữ và cái văn hóa của người Việt Nam. Tôi thấy là đó vẫn là một cái quá trình mà người ta vẫn đang giúp xây dựng, nhưng mà tôi hy vọng là sẽ có một tương lai nó tương tự như vậy. Tôi có được gặp một người Mexico bây giờ đang học trong chương trình hội nhập song ngữ, là học sinh trong trường trung học Warner Middle School, là người Mỹ, là người Mexico, nhưng mà anh ấy đã vào chương trình lúc hồi và mẫu giáo, cho nên là anh ấy có thể nói tiếng Việt giống như là sinh ra và lớn ở Việt Nam. Tôi thấy là rất là hay, tại vì mặc dù bố mẹ của họ không nói tiếng Việt, nó vẫn có thể nói tiếng Việt như là người Việt Nam. Và mình cũng có người Việt Nam mà là người Việt Nam mà không thể nói một câu nào bằng tiếng Việt. Đó là vì mình từ năm 75 đến nay, mình đã cho cái gánh nặng của việc dạy dỗ các con trong cái vai của các bố mẹ của mình một cách cá nhân, nhưng mà theo dòng chính, theo một cách hệ thống á, thì cái tương lai của cộng đồng người Việt là đưa những câu chuyện của cộng đồng người Việt vào dòng chính, vào những lớp tiếng Việt, không phải là chỉ trong cuối tuần thôi, 1-2 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ mỗi tuần dạy tiếng Việt từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Một lớp lịch sử Vietnamese American Studies có thể dạy cái văn học của những tác giả ngay ở hải ngoại, đã trưởng thành ở hải ngoại, thí dụ Võ Phiến, Nhã Ca, Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lễ, tất cả những cái tác giả đó là người đã viết văn, đã viết tác phẩm ở hải ngoại chứ không phải ở Việt Nam. Cũng như cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, cái lịch sử của cuộc di cư 54 và cái sự kết nối giữa cái lịch sử của cộng đồng hải ngoại, sự hình thành của Little Saigon với lại cái lịch sử của trước năm 75 và sau năm 75 của các trại cải tạo, của các vùng kinh tế mới, vân vân, có một cái liên tưởng chặt chẽ với nhau. Và nếu mà mình có cơ hội để dạy hết được những cái nội dung đó trong hệ thống giáo dục, thí dụ học khu Garden Grove như một cái lớp bắt buộc, thì tôi thấy là nó sẽ thay đổi hết cái cách mà thế hệ tương lai sẽ lớn lên và nghĩ đến bản tính, bản sắc của họ.